Vậy chị nấu bằng nồi áp suất thì đâu có nồi, xài tới nồi này. Cơm thì chắc hạn chế mua cái
đồ người ta đóng hộp sẵn. Đâu biết rồi. Với bệnh tật cũng do mình ăn vào. Cái một đứa nó mới nước mắt ra nó có cái gì trong này đâu. Do mình nạp cái gì vào cho nó bệnh thôi. Chứ không phải là mình chích cái này cái kia nó nhiều bệnh có. Chích mà mình không có cải thiện cái chuyện mình ăn vào nó cũng như nhau. Còn là đành thêm. Bữa chích não về là thấy nó khùng khùng rồi. Trợn mắt lên là đạp rồi. Giống hề hết trơn à. Thể diện cá tính mà. Chứ lừa. Đang nghiên cứu kỹ lắm rồi. À sao cái bị đó là bắt đầu vậy đó. Cặp tính lên. Con người ta phải có cảm xúc chứ. Chữ mặt cái ngu ngu đần đần bài trời đất. Giờ là biết rồi. Vui là cười. Giận là quạo. Không uống nữa là nhăn mặt lại. Không có cái gì. Cái chữ mình yếu. Cái chữa đang khỏe mà đi làm cho nó yếu đi. Mình thấy vô lý giờ hết tin khoa học rồi. Chúng nó chỉ là bày ra để lấy tiền mà thôi. Quậy à. Này bào ra xong ăn nước giấm mà. Nước giấm nấu sẵn rồi đó. Để tới khi nào ăn có chỗ đổ đó. Giấm mình làm xong mình còn phải cho vô mình nấu nữa. Nấu với pha cho nó có tỷ lệ cho nó vừa cái miệng á. Cái giống kia mà đưa vô nó chưa ghét mà. Rồi những cái gì giống luôn. Cái này bào không ăn thì không lấy ra. Nước chấm mình pha rồi. Giờ cứ đổ vô ngâm thôi. Chừng bỏ xong đậy vô bo tủ lạnh á. Ngâm chừng tiếng là được ăn à. Còn muốn ngon thì cứ sáng làm chưa ăn. Tại vì cái này ăn sống được mà. Mà mình ngâm mình để qua ngày thì nó sẽ mềm nó ngon. Ngâm chừng 2 tiếng là vừa. Sáng là ngày sớm. Nếu mà ngủ tranh thủ nấu. Ngày nay uống sữa nhìn mặt dữ. Đợi mắt lên nhưng mà cầm lại. Chân người đạp thì thịt trong đường cách đâu chết đâu à. Mà không là không nha. Khi mà nó không mà nó không vô được giọt nào nữa. Không biết trước thì điều gì cũng cứ lây lấp kiểu gì cũng hết. Không mà bỏ ra. Chừng nửa tiếng nữa chị cho uống được không. Sữa pha uống như nhầm 2 tiếng mà. Ngồi đây dư á. Ngồi đây. Ngưng không uống nữa. Quăng quăng mệt. Ngồi đây nghiêm túc. Ở hồi thằng nửa tiếng sau. Chiên ngã đi ăn cơm được. Nằm dưới kia cứ 2 giây là tròi. 2 giây là tròi. Quanh đi quanh lại á. Mà cái cam này nè. Nó chậm nha. Nó trễ. Mình nhìn. Mình ngồi đây mình nhìn qua cam rồi mình thấy nó bò ra rồi. Mình mới tới mét thôi mà mình nhìn ra nó ra tới đây à. Đây là nó trễ mấy giây. Mấy giây á. Chứ phải cứ canh đó mà thấy mà đúng đâu. Thì khác nó ra những dây quạt đó, nhắm lên tên chị thấy quay lại đớp từ. Tại vì mình ngồi với nó, xong mình đứng dậy, mình lên mình ghế mình ngồi, lúc đó mình cứ thấy cái cảnh mình bắt đầu đứng dậy. Mình biết là nó bị trễ mấy dây. Mình ngồi nhìn nó kiểu đói chứ không sao mình nhìn được. Ai mà cứ nhìn chậm chậm thôi chết đói à. Nó mất cho đi học từ thiện với một chú. Tối ngày mê cái quạt. Bò nó quạt không? Giật nó cũng nghe được không? Kiểu này đi làm điện rồi. Màu trắng rồi đúng không? Ừ, để thấp thấp cho xuống. Thôi thôi. Thôi xuống. Thôi lâu. Anh nhìn cái gì lâu là anh chán à. Trời ơi. Cứ hận chưa trời ơi.
Nhưng mà người ta bảo là con nít mọc răng nó cũng sớm đi cái kia nữa. Có đi cứ đi không. Hôm qua đang mua kiếp á, hai cái con bé kia cũng bảo nó đi tướng cái chị ơi. Chứ không phải là do ăn bột đúng không? Ăn trùng hợp đúng không? Mấy đứa kia nó bảo là không phải do ăn bột đâu, ăn bột thường thôi tiêu vị trí được. Mà sáng giờ không có tước, giờ từ lúc ăn xong chưa kiểm tra. Bảo là hay là do uống sữa, em nói sữa thì uống từ lúc mới đẻ mà sao bị được? Không phải sữa đâu, có nghe trường hợp giờ đó biết ăn bột thôi. Nó bảo ăn bột sao bị được ha? Không có hỏi nhớ chưa hỏi. Dạo này nó lớp học cái gì mới không? Trường bò ngồi không? Nó bảo ngồi. Má bảo vậy đi tướng chị. Nếu tháng 6 rồi học răng. Bữa qua má em nghe má em nói chữ đó, thằng còn chưa bao giờ nghe luôn. Cái gì? Chữ tướng á. Em có biết không nào? Nhỏ này như chữ cờ. Tướng là bờ. Tao không biết cái đó. Chỉ mà viết sai chính tả. Em nghe má em nói, em cũng biết nó là cái gì. Nó có tiếng qua gặp bà nội em, bà nội cũng nói vậy, dựa cũng nói vậy. Tướng là người dùng như con nít, mà người lớn mà là tháo. Tướng là tướng là xíu. Đừng qua có hai chữ ra không? Chứ là ngoài. Nhìn mặt đánh cá. Chứ ảm nó lên động khoái nó hả không nè. Ăn cái sữa chua này về đi để đấu ăn.
Hả? Bên kia còn vỉ mà. Ăn đâu? Bạn cho ăn không? Món đó bạn cho ăn không? Chiều. Dở ẹt mẹ cho ăn, ăn không hết rồi mẹ tự ăn đi, không ai ăn cái đó đâu. Dở hòn. Về đi, về đi, về đi. Về đâu? Mẹ cho ăn buổi chiều. Điều nào ở nhà cho ăn. Điều nó ăn được 2 con muỗng à. Đúng rồi, còn bà mẹ ăn. Thì đó, đem về bà nó ăn chứ đây bà có ăn cái này đâu mà. Đút cho nó thì nó ăn cố, hai bà cháu không nào thích. Dở, ủng hộ, bà ủng hộ cái món này con được ăn, không ngon. Vậy món này không ngon. Không cháu. Mà còn cái bán sữa kia là ta cháo của bà nấu ngon phải ăn, món ngon phải ăn, cái đồ ngon.